Mới đánh triển khai thì anh thôi, thôi. Nó lên trên này nó đau đầu lắm em ạ. Tốt nhất là không có kệ bọn anh, đừng đánh nó lên trên này anh đau đầu với nó lắm. Nó gặp anh Phương, nó lại xin tiền của anh Phương ấy. Nó làm loạn hết rồi. Bọn anh nếu mà nói về bọn là nếu mà về thi đấu mõm với nó là bọn anh không đấu lại được đâu, nên tốt nhất là chịu. Anh còn gặp nó ngoài đời này chứ em đã gặp nó nào đâu. Nhưng mà nó gặp ngoài đời nó lại ngoan, cổ thế là ngoan nó em lại. em thật anh, đa số những thằng là như thế trên đây thì như thế, nhưng gặp ngoài đời có khi lại phải như này kia, có khi người ta cũng đỡ đồng nào người ta ra tay với nó được. Cái tính thằng Khánh ấy thì ở trên này là nói thật bọn em là bây giờ bọn anh mà nói chuyện với nó là cái mồm nó sổ, nó không nói lại với nó mình mất mặt mình lắm, nói thật luôn. Tính ở đấy nó thế nên anh có dành cãi nhau với nó là làm gì cho nó mất mặt à? Nó Các mà bạn hiểu mình, nó mà hiểu như mình thì khác. đúng rồi, tính nó thế gặp ai nó cũng trêu đùa, nó cứ nói cái kiểu sàm sỡ. Đấy kiểu thế. Anh gọi nó cho mọi người nhé, em từng nước đây. Ok em. Dạ vâng, nào rảnh hôm nào rảnh em gặp nhau sau anh nhé. Ok em. Dạ vâng, em chào anh ạ. Chào tất cả mọi người bên anh Phương nhé. Kiểu nói chuyện của Khánh ấy thì anh nói thật là và em cũng biết ở đấy nói chuyện nó cứ đùa cợt xong rồi nó cứ nói liên tha liên thiên ấy, thành ra nhiều khi là nó chả đâu với đâu ấy, nó thành ra nó buồn, nó thành trò hề ấy, xong rồi mất mặt nó lắm. Anh chỉ thích nói chuyện tình cảm tử tế thôi chứ anh không thích nói chuyện linh tinh. Mày không dám trả lời tao, trả lời cái gì mà không dám, phải không anh em? Nói chuyện Khánh ấy, nó ấy lắm, nó vặn vẹo mà kiểu nó nói nó nghĩ cái gì nó nói ra cái đấy chứ nó không có để ra để giữ thể diện cho ai, hay hoặc là nó trêu đùa cái gì, bất kể một cái gì nó cứ thế, nên nhiều khi nó nói lắm, nó sượng lắm. Anh ở Hà Đông à? Không, anh ở Xuân Mai em ạ. À, đúng rồi, tức là dây vào nó thì không phải là dây, mà cái vấn đề là kiểu nhiều khi lên mạng, mà nó nhiều khi là lên mạng để nói chuyện cho nó vui ấy, nhưng mà nó nói chuyện nó không giống, kiểu nó khác. Thứ nhất là nó ít tuổi, xong một thói quen của nó trong tính là thế rồi, nói chuyện của nó là mất mặt lắm. Và nhiều khi là cứ kệ kệ lên nói chuyện với nhau cho nó vui thôi, nhưng mà có cái là nhiều khi là nó làm sượng lắm, nên nó cũng không không ấy lắm. Chú nói giọng Xuân Mai đi chú, giọng Xuân Mai á, giọng Xuân Mai không biết, chỉ biết nói chuyện kiểu kiểu này thôi, nói giọng mình thôi. Đấy, cái xinh đây rồi. Đấy. Thấy chưa? Anh em thấy xinh chưa? Xinh chưa? Quê gốc chú ở đâu? Quê gốc chú Xuân Mai mà. Nhưng ngày trước là chú sống ở Lạng Sơn mấy chục năm, sống 20 năm. Bác sĩ bảo tận đây có gọi được bánh kem không? Ờ, Khánh thì ở ngoài ấy thì nó là khác. Khánh ở ngoài gặp ok trên mạng này thì nó đau đầu với nó lắm. Chứ anh sống ở chỗ nào Lạng Sơn á? Anh sống ở thành phố với Đồng Đăng là hai điểm đấy là nhiều. Quang Giang Bộ ổn không anh? Thì chắc là Quang thì chắc mới về thì chắc là ổn thôi, chứ có gì đâu mà không ổn. Anh có chơi cùng chú 7 tuần không? Thì chú...